Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ghi chú 2. Cô Phan Tú Dân đã kể lại trong quyển viết về Hòa Thượng như sau: lúc sư phụ 8-9 tuổi, nhân vì mẹ bệnh mà ngài đi tới đồn Lưu Chánh Uy cách xa nhà hơn 20 dặm tìm cầu thầy thuốc, hay tức ông nội tôi. Ông nội tôi là thầy thuốc có tiếng trong vòng 100 dặm ở huyện Song Thành. Ông nội thường bố thí cho người nghèo. Ông rất trọng nghĩa và coi nhẹ tiền tài, nên dân làng xưng gọi ông nội tôi là Phan Thiện Nhân. Sư phụ đến nhà tôi cùng cha tôi là Phan Nghĩa Chấn, nhỏ hơn ngài 1 tuổi, kết thành bạn thân. Sư phụ có ảnh hưởng rất lớn đối với cha tôi. Sư phụ và cha tôi biết thổi sáo. Họ thích nhất là bài dân ca Trung Quốc Tô Vũ Mục Dương, và nói mọi người rằng không được vong quốc. Sư phụ còn biết kéo đàn cò và đánh cờ tướng thì nhất định là thắng. Ông nội tôi rất hy vọng các con cháu mình có học vấn, nên rước thầy trường tư thục về nhà dạy. Các anh em của cha tôi đều không muốn học. Cha tôi giữ sư phụ lại cùng nhau học tập. Sư phụ thiên chức thông tuệ, trí lực vượt hơn người. Ngài học thuộc Thiên Tự Văn, Bách Gia Tánh rất mau. Cha tôi và sư phụ thường chơi đối chữ, hay viết chữ bằng bút lông, và học tứ thư ngũ kinh, sử ký. Đến 14, 15 tuổi, sách nào đọc qua rồi là sư phụ không quên. Lúc đó sách khó hiểu nhất là Khang Hy Đại Từ Điển, ngài cũng biết dùng. Nhà nào muốn đặt tên con, họ đều tìm tới sư phụ. Sư phụ có tướng cao và rất lễ phép. Ông nội tôi rất coi trọng sư phụ. Ông không hề giấu nghề với sư phụ về cách trị liệu chăm cứu hay kê toa thuốc. Sư phụ đã dạy học cho cha mình và các cháu trai gái ít tuổi hơn ngài, và sau đó ngài mở trường miễn phí làm thầy giáo. Lúc bấy giờ, các người bà con của tôi phản đối việc mở trường học, nói: nhà có lương thực cho 3 năm, không phải làm thầy giáo. Ông nội tôi bất chấp sự phản đối của thân quyến mà ủng hộ sư phụ đến cùng. Mỗi lần đi trị bệnh từ huyện Song Thành, Ha Bin trở về là ông mua rất nhiều tài liệu giảng dạy như sách vở, giấy bút, chữ mẫu cho sư phụ. Lúc sư phụ thủ hiếu ở mộ phần, ngài đến chùa Tam Duyên ở Ha Bin chánh thức xuất gia, bái lão hòa thượng Thường Trí làm sư phụ, rồi trở về mộ phần tiếp tục đốt đèn thủ hiếu. Khi cha tôi đi thăm sư phụ, đường đi và về xa khoảng 10 dặm. Sư phụ nói: anh đi về đi, mỗi ngày đều có người đem cơm cho tôi. Nào ngờ sư phụ đã nương nước lã qua ngày mà tụng kinh Hoa Nghiêm trước mộ phần mẹ. Sư phụ tu thiền định, lễ Phật bái sám ngay mộ phần mẹ, không dao động trước gió mưa, và phát 18 đại nguyện. Sau khi xuất gia quy y Tam Bảo, thọ giới sa di, ngài không sợ sự ái mộ hay quỷ nhục. Nguyên tắc của ngài vốn là đa nhận bất thị thiểu tranh lý, an nhiên thanh tịnh trí tuệ sanh. Nghĩa là hiểu biết nhiều không phải bớt tranh cãi, an nhiên thanh tịnh thì sanh trí tuệ. Mỗi lần ông nội tôi đến chùa Tam Duyên cúng dường thực phẩm, ông đều mời sư phụ về nhà. Sư phụ giảng cho ông nội tôi nghe bộ kinh thứ nhất là Kinh Kim Cang, kế đến là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Kinh Nhân Quả, vân vân, khiến ông nội tỉnh ngộ triệt để mà phát tâm xuất gia. Mùa thu năm 1943, nhà tôi cất tinh xá xong, sư phụ 25 tuổi làm lễ khai quang an vị Phật và xuống tóc cho ông nội. Lúc ông nội tôi xuất gia là đã 58 tuổi. Từ đó, nguyên cả gia đình tôi bắt đầu tín ngưỡng Phật Pháp. Năm 1945, lúc Đông Bắc được khôi phục, sư phụ có tới nhà tôi. Sư phụ hằng ngưỡng mộ lão hòa thượng Hư Vân làm tông môn Thái Đổ và dự định đi tham bái Hoằng Dương Phật Pháp. Ông nội tôi cũng tán thành việc này, và cha tôi đã tiễn chân sư phụ lên đường. Sư phụ bắt đầu bước đi phổ độ chúng sanh, thực hành 18 đại nguyện Bồ Đề Đạo. Ha ha ha, 问什么的说呵。